Chiếc laptop đến từ nhà MSI chưa một ai review trước đó, đó là chiếc laptop MSI Brutus A16 AI. Đầu tiên về phần ngoại hình và thiết kế thì chiếc laptop đến từ nhà MSI này được bao phủ bởi một lớp bạc Silver Urban cực kỳ sang trọng và tinh tế, và ngoài ra thì chiếc laptop này chỉ 1,7kg, rất phù hợp với các anh em mà hay di chuyển nhiều này, làm việc bên ngoài và đặc biệt đó là đối với các anh em thiết kế đồ họa và sáng tạo đồ dùng. Về chất liệu thì chiếc laptop này được làm bằng hộp kim nhôm cao cấp giúp cho trọng lượng cũng như khối lượng máy trở nên nhẹ nhàng hơn, và ngoài ra thì nó sẽ tăng độ bền này cũng như là hạn chế tình trạng va đập so với các dòng máy khác. Về phần cổng kết nối của chiếc laptop này thì chúng ta có thể thấy mặt phải của chiếc laptop thì chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A này, một cổng HDMI và một cổng micro SD và một cổng jack cắm 3.5. Còn về phía mặt trái của chiếc laptop thì chúng ta sẽ có hai cổng Type-C hỗ trợ Thunderbolt 4.0. Và về phần màn hình của chiếc laptop này thì màn hình lên tới 16 inch, tấm nền OLED và độ phân giải đó là UHD sẽ cho chúng ta những cái thước màu này cũng như là hình ảnh chân thật và sống động nhất. Ngoài ra thì đạt chuẩn 100% DCI-B3, nó sẽ rất là phù hợp với các anh em sáng tạo nội dung cũng như là thiết kế đồ họa. Tiếp đến một phần khá là quan trọng của chiếc laptop này, đó là chiếc laptop được trang bị một cấu hình cực kỳ khủng với con chip đó là AMD Ryzen AI9 365, tốc độ xử lý tối đa lên tới là 5GHz. Cặp màn hình ở chiếc laptop này đó là AMD Radeon 880M Graphics Onboard. Chiếc laptop này tích hợp Copilot cộng PC này, cùng với đó là MSI AI Engine. Và khi mình phong mở MSI Center S ra thì chúng ta sẽ có hai phần chính, đó là phần main và phần AI Zone. Thì phần main thì chúng ta sẽ có những cái cài đặt thông thường như đó là Cloudless Action hay là Hibernate và Sleep. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái tính năng điều chỉnh các cái chế độ đó là Balance này, Echo hay là Extreme. Và đặc biệt hơn đó là chúng ta sẽ có công nghệ AI hỗ trợ khi mà chúng ta sử dụng hay là muốn cài đặt một cái ứng dụng nào đó để hỗ trợ tối đa. Và ngoài ra ở phần AI Zone thì chúng ta sẽ có những cái tính năng như là làm hỗ trợ chống ồn chủ động ở mid này, và mở khóa thông minh hoặc là cái độ sáng thông minh, và đặc biệt hơn đó là Studio Effect. Và về phần Studio Effect thì chúng ta sẽ có là hỗ trợ những cái công cụ như đó là Automatic Frame này, Eye Contact hoặc là Background Effect. Nó có rất đầy đủ về điều chỉnh độ sáng này cũng như là Contrast hay là Sharpness. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin đến từ chiếc laptop nhà MSI Brutus A16 AI này. Và nếu anh em muốn mình phong test thêm những cái gì ở chiếc laptop này, hãy để lại phần comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom.